Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cũng như các bạn đã biết, Brightel có những hộp pháp sư sở hữu những pháp sư cực mạnh. Những pháp sư này chính là điểm sáng của hội. Tuy nhiên, một bán hội muốn nổi tiếng thì việc chỉ có pháp sư mạnh thôi vẫn chưa đủ. Họ cần phải có người dẫn dắt, đưa ra những quyết định đúng đắn, đem về nhiều lợi ích cho hội. Người đó có thể không mạnh nhất, nhưng vai trò rất quan trọng, quyền lực cao nhất và luôn được các thành viên khác trong hội tôn trọng. Chắc hẳn sau khi nghe những thông tin trên, các bạn cũng đã phần nào đoán ra rồi đúng không? Đúng vậy. Người đó không ai khác chính là hội trưởng. Hội trưởng chính là người không hề thiếu trong một ban hội hoàn chỉnh. Thôi, không hề dòng mất thời gian nữa. Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu về top 10 hội trưởng bá đạo trong phe theo. Nhân vật đầu tiên, Jeff Ragnell. Chắc hẳn sau khi nghe tên thì các bạn sẽ thắc mắc tại sao Jeff lại có mặt trong danh sách này. Jeff có phải là hội trưởng của hội nào đâu? Thực sự thì Olvarez vừa là một hội, vừa là một quốc gia. Ban đầu, Olvarez chỉ là một hội, nhưng sau khi đánh bại các bang hội khác, Olvarez trở thành hội to nhất, hay còn được gọi là đế chế Olvarez. Jeff nghiễm nhiên trở thành hội trưởng của hội lớn nhất, đồng thời cũng là hoàng đế của Olvarez. Tuy là người quan trọng, nhưng hiếm khi nào thấy anh ta trong hội. Anh thường đi thật xa để trở về, giao việc cho sứ giả và tướng lĩnh quản lý. Độ bá đạo của anh thì ai là fan của phe theo chắc hẳn cũng đã nắm rõ. Chỉ cần nhìn vào sức mạnh của những con quỷ mà Zedep tạo ra thì cũng đủ biết anh ta mạnh thế nào. Anh sở hữu rất nhiều loại hắc thuật, đủ sức đánh bại khá đối thủ. Đặc biệt, khi anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát, sức mạnh một phát có thể tiêu diệt mọi thứ sống xung quanh. Chưa kể, anh ta còn là một người bất tử, nên việc đánh bại anh ta rất khó. À, anh cũng có rất nhiều điểm liên quan tới Fairytale. Anh vừa là sư phụ, vừa là người yêu của Mavis. Nhân vật tiếp theo, Natsu Cracknell. Chắc hẳn, ai là fan của Fairytale cũng biết, Natsu là con quỷ mạnh nhất do Zedep tạo ra. Theo lời Matt Gee, thì người tạo ra Tartarus chính là END, Aetherius Natsu Ragnell. Không chỉ là hội trưởng, mà cậu còn là người tạo ra nguyền chú. Cậu cũng là một trong năm sát long nhân được gửi đến tương lai 400 năm sau bằng cổng Nhật Môn, với sự giúp đỡ của vị pháp sư tinh linh Anna Hephilia nhằm mục đích đánh bại Arcologia. Xét về sức mạnh, vì là con ông cháu cha nên cậu sở hữu rất nhiều sức mạnh đáng nể, được hỏa long nuôi dưỡng và dạy cho hỏa long sát thuật. Cậu có thể ăn lửa và một số nguyên tố khác giúp gia tăng sức mạnh. Khi kích hoạt long lực, trạng thái mạnh nhất mà một sát long có thể đạt được. Khi ấy, cơ thể của cậu sẽ có một vài đặc điểm của loài rồng. Sức mạnh có thể sánh ngang với một con rồng thực sự. Trong phần movie mới, khi đang chiến đấu với Animus, Thánh sư đã chuyển hóa hình dạng nửa người nửa rồng với sức mạnh áp đảo, đánh cho Animus sờ mờ lờ. Chưa kể, cậu có thể chuyển hóa thành END với sức mạnh vượt trội hơn cả loài rồng. Trạng thái này sẽ được xuất hiện trong anime, mình đảm bảo nó cực ngầu và mạnh. Tiếp theo, Mavis Vermillion. Mavis là hội trưởng đầu tiên, cũng là người đồng sáng lập ra hội pháp sư Fairytale. Cô từng theo học Zeref, từng có một mối tình với Zeref và cũng là mẹ của August. Cũng giống như Zeref, cô cũng là người bất tử, đúng hơn là Loli bất tử. Do sử dụng ma thuật kêu hoàn chỉnh nên dính phải luyện việc Anseram. Nói về sức mạnh, Mavis không chiến đấu bằng sức mạnh thể chất mà bằng đầu óc. Cô là người vạch ra chiến thuật cũng như là đầu não dẫn dắt hội tới chiến thắng. Nhờ vào khả năng này mà cô có biệt danh tiên tử chiến lược. Tuy nhiên, ma thuật của Mavis cũng không phải dạng vừa. Ma thuật tạo ra ảo ảnh, nó chi tiết và chân thực đến mức ngay cả Zeref cũng bị lừa. Ảo ảnh tuy không gây ra sát thương vật lý, nhưng nó tác động mạnh mẽ tới tinh thần nhằm đe dọa đối thủ. Ma thuật này có phần khá giống với ảo thuật trong Naruto. Cô cũng là người tạo ra tam đại tiên thuật dưới danh của Fairytale. Ngoài ra, Mavis cũng chính là vật chủ của trái tim tiên tử. Ma thuật cực mạnh mà Zeref luôn muốn có được để đánh bại Arcologia. Nhân vật tiếp theo, Hades. Hades tên thật là Freck, là hội trưởng của hắc hội Grim Mohurt. Ông cũng từng là hội trưởng đệ nhị của Fairytale. Sau đó, ông nhường ở lại cho Makarov. Hades luôn xuất hiện với thần thái lạnh lùng, cool boy, tỏa ra khí chất ngầu lòi. Chưa kể, ông ta còn sở hữu một cái băng bịt mắt, đậm chất hải tặc, khiến ông đã ngầu nay càng ngầu hơn. Hades là một người đàn ông điềm tĩnh và tự tin, không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt đối thủ. Hades luôn gọi Makarov là nhóc, bất chấp tuổi tác của ông ấy. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Hades vẫn rất khỏe, quay trở lại bán hành cho đám hậu bối. Ông có thể đánh bại Makarov mà không mấy khó khăn, dễ dàng cho nhóm người Natsu nhai tỏi, thậm chí là hành hạ họ, mặc cho họ không còn sức để phản kháng. Ngay cả khi Lasus xuất hiện, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao. Hades chỉ thực sự gặp khó khăn khi Natsu ăn xét của Lasus và đạt được trạng thái hỏa lôi long hình. Tuy củ hành được ông, nhưng mọi đòn tấn công dường như không hiệu quả. Hades tuy bị thương, nhưng nó không đủ để đánh bại ông. Ông mở mắt quỷ, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Tiếp theo, Makarov Raya.
Makarov là hội trưởng đặc biệt của phe Eitel. Cứ hễ ông giao hội lại cho ai, thì một thời gian sau ông lại phải quay về làm hội trưởng. Vì lý do hài hước trên mà ông đã giữ vị trí hội trưởng, đệ tam, đệ lục và đệ bát. Makarov rất yêu thương và tin tưởng các thành viên trong hội, luôn coi họ là gia đình, nên ông rất được các thành viên yêu quý và tôn trọng. Ông luôn là người vui vẻ và hài hước, nhưng khi ông tức giận thì rất đáng sợ. Ngay cả Na Sư, khi thấy ông tức giận cũng phải im thin thít và nghe lời. Sức mạnh của ông thì sao? Chỉ cần hiểu đơn giản là ông rất khỏe. Minh chứng qua việc ông từng là Thập Thánh Pháp Sư. Ông sở hữu vô số ma thuật đặc biệt. Ma thuật mà ông hay sử dụng là cự nhân hóa hình, cho phép ông biến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể hoặc là toàn bộ cơ thể thành khổng lồ. Ông có thể sử dụng luật tiên, và đây được xem là ma thuật mạnh nhất mà ông từng sử dụng. Nó đủ mạnh để Makarov tiễn hội trưởng của Phantom Law lên bàn thờ ngắm gà. Mà khả năng ma thuật mạnh mẽ, sức bền và sức chịu đựng của ông cũng rất đáng nể. Bằng chứng qua việc ông có thể chịu được rất nhiều đòn tấn công của Hades cũng như của Aglologia. Tiếp theo, Gildas Clay. Gildas là pháp sư cấp S nổi tiếng, pháp sư lừng danh nhất một thời, con ác chủ bài của hội Phaethel. Ông cũng từng là hội trưởng đệ ngũ của Phaethel. Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng ngán lại nó cho Makarov và bỏ đi một lần nữa. Điều đó cho thấy ông không hề muốn làm lãnh đạo, cũng như không muốn chịu trách nhiệm bất kỳ điều gì. Ông cũng chính là cha của Kana Alberona, từng là hội trưởng, được mệnh danh là thành viên mạnh nhất của Phaethel. Sức mạnh của Gildas sẽ không dừng lại ở mức bình thường. Ông sửa ma thuật phá hủy, nó cho phép ông phá tan bất cứ thứ gì mà ông chạm vào thành từng mảnh. Vì khả năng này, nên ông luôn có thói quen méo bao giờ mở cửa mà toàn phá tường đi vào. Là thanh niên chuyên phá hại của công nên ai trong thị trấn cũng sợ. Xây dựng hẳn một hệ thống nhà cửa tự động để mở đường cho mỗi khi Gildas về. Ông cũng rất thân thiết với Na Sư, luôn nhận lời hấp đấu của Na Sư. Tuy nhiên, trận chiến diễn ra trong tích tắc và phần thắng luôn thuộc về Gildas. Ông cũng là một người rất nhạy bén. Ông có thể phát hiện ra cách thức hoạt động và điểm yếu của ma thuật mà August sử dụng. Tiếp theo, lại là một nhân vật đến từ Phaethel, đó chính là Urza Scarlet. Urza là pháp sư cấp S của Phaethel, nổi tiếng với cái tên Nữ Hoàng Tiên Titania. Cô cũng từng giữ chức vị hội trưởng đệ thất của Phaethel trong khoảng thời gian Makarov vắng mặt. Urza là người vui vẻ, hài hước, nhưng không kém phần đáng sợ, nhất là khi tức giận. Hầu như các thành viên trong Phaethel đều sợ cô và thường ăn đòn nếu như làm cô khó chịu. Đặc biệt là Gray và Na Sư, luôn bị cô đấm cho không trượt phát nào vì hành động trẻ trâu. Tuy ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng cô luôn có cảm giác tuyệt vời, tự hào là thành viên của Phaethel, sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào xúc phạm Phaethel phải trả giá đắt. Không tự nhiên mà cô có biệt danh Nữ Hoàng Tiên Titania. Sức mạnh của cô thuộc hàng bá đạo, nổi bật với ma thuật hoán trang, giúp Urza lưu trữ vũ khí, trang phục và rất nhiều thứ quan trọng khác. Cô sở hữu pháp lực to lớn, cùng với đó là bậc thầy chiến đấu tay đôi, sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, đặc biệt là khả năng sử dụng kiếm. Cô có thể sử dụng kiếm bằng chân. Urza còn được xem là đệ nhất kiếm sĩ của Phaethel. Cô đã đánh bại Ikagura, một kiếm sĩ có tiếng, từng làm việc dưới trướng của Zeola. Nhân vật tiếp theo, Sting Eclipse. Trước đây, cậu chỉ là thành viên ưu tú và thuộc đội song long của Sabertooth. Nhưng sau một loạt sự kiện diễn ra, Sting đã trở thành hội trưởng hiện tại của Sabertooth. Cậu cũng là một trong năm sát long nhân được gửi đến tương lai 400 năm sau để tiêu diệt Aglologia. Cậu rất hâm mộ Na Sư, nhưng lại muốn đánh bại Na Sư để thể hiện bản thân. Đôi khi, cậu khá kiêu ngạo, coi thường người khác, đặc biệt là chủ tịch Na Sư. Tuy nhiên, giống như bao clip khác về chủ tịch, coi thường người khác thì luôn nhận cái kết cay cực. Cậu đã bị Na Sư đánh cho sấp mặt luôn. Dù cậu có đôi lúc trẻ trâu, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu là một người rất tốt, đặc biệt là với đồng đội. Giống như các sát long khác, sức mạnh của cậu chuyển đến từ sát long thực, nhưng cậu là sát long thế hệ thứ 3. Vì cậu vừa được rồng nuôi dạy, vừa được cái Lacrima rồng vào người. Nhờ vào điều này mà cậu có thể kích hoạt long lực tùy ý mà không cần hấp thụ nguyên tố bên ngoài. Đặc biệt, khi cậu phối hợp với Rogue thì giống như hổ mọc thêm cánh, đủ sức áp đảo Na Sư một lúc và tạo ra một skill có sức phá hủy cực khủng. Tiếp theo, Joe Pola. Joe là hội trưởng của Phantom Law, từng là phản diện đối đầu với Phaethel. Vì một lần chơi lớn, xe mai có chầm trồ, hắn chọc vào ổ kiến lửa Phaethel. Kết quả cuối cùng thì chắc chắn các bạn cũng đã biết, Phantom Law bị đánh bại và tan rã. Tính cách của Joe có phần ngớ ngẩn, luôn tỏ ra hài hước và tôn trọng đối thủ, nhưng đấy chỉ là những gì mà hắn muốn người ta nhìn thấy. Con người thật của hắn thì rất độc ác, sẵn sàng gây đau khổ tột cùng cho kẻ thù, bất chấp mọi thủ đoạn để chứng minh hội mình mạnh nhất. Hắn cũng là người tham lam, làm mọi cách để có tiền, kể cả việc bắt cóc Lucy. Joe đã ghép Makarov, vì khi xưa, hắn đã từng phít mạng không gỡ trước ông. Nghe những điều trên, có vẻ hắn ta chỉ ác, chứ chẳng mạnh gì, tuy nhiên đó là sai lầm. Từng có thời gian được xếp vào thập thánh thì chứng tỏ hắn ta khá mạnh. Joe có thể sử dụng rất nhiều loại ma thuật khá mạnh mang thiên hướng bóng tối. Khi giao tranh với Urza, hắn ta dường như ăn đứt cô về mọi mặt. Khi Joe chuẩn bị kết liễu Urza thì Makarov xuất hiện, cứu cô và đánh nhau với hắn một trận ra trò.
Nhân vật cuối cùng, Jeffrey. Jeffrey là hội trưởng của Lucul và sau này là người sáng lập ra Phantom Law. Hắn lần đầu xuất hiện trong Firetale Zero với cái thần thái như bố đời. Tính cách của hắn thì khá giống Joe, có thể do Joe là hậu duệ nên được di truyền. Hắn ta luôn cười, rất tự tin vào bản thân và đặc biệt là chẳng có ai ra gì. Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn ta tự tin vào sức mạnh của mình thì cũng đúng. Hắn ta cực kỳ mạnh vào thời điểm bấy giờ, có thể dễ dàng đánh bại nhóm của Mavis. Chưa kể, hắn ta còn rất nhạy bén, phát hiện ảo ảnh của Mavis và xua tan nó chỉ bằng một cái vẫy tay. Biết là đánh không lại nên họ rút lui, sau đó nhóm của Mavis đã được Zedep chỉ bảo. Tuy nhiên, họ vẫn không thể đối mặt trực diện với hắn, vì hắn có một đội quân khá đông đảo. Mavis cũng phải thừa nhận rằng họ đã mạnh lên khá nhiều, nhưng đánh bại hắn không hề dễ dàng. Mavis lập ra kế hoạch lừa hắn và nhốt hắn ở một nơi rất xa. Sau một vài biến cố, Mavis cùng bạn bè thành lập phe theo. Vì còn gây cú sau trận thua, Jeffrey cũng thành lập Phantom Law để trở thành đối thủ của phe theo. Vừa rồi, mình đã đưa ra top 10 hội trưởng bá đạo trong phe theo. Top này đa số dựa trên ý kiến cá nhân của mình. Có thể mình đã bỏ qua một số hội trưởng bá đạo khác. Theo các bạn, còn những hội trưởng bá đạo nào mình chưa nhắc tới? Hãy bình luận bên dưới để mọi người cùng bàn luận. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ ấn like cũng như subscribe để ủng hộ kênh mình phát triển. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.